như vậy hôm nay tôi đã trình bày cho các bạn cái bài học phần đầu tiên của vần kế toán tiền lương và các khoản tích trao lương nội dung của bài hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn về khái niệm tiền lương hiểu thế nào là lương công việc của một kế toán lương và ban đầu với cái việc là hạch toán tiền lương và các khoản tiền thưởng tôi sẽ trình bày những cái vấn đề liên quan về lương ở bài học tiếp theo và hy vọng là các bạn tìm xem À, cảm ơn các bạn đã dành thời gian trong uh, buổi học hôm nay à, chúc các bạn có được một cái sự khởi đầu tốt đồng thời tôi mong rằng tất cả các bạn đều gặt hái được những cái kết quả lớn uh, trong cái môn học kế toán và báo cáo tài chính ngày hôm nay à, này, xin chân thành cảm ơn xin chào các bạn